Tạm biệt nhé, người em yêu, anh chúc em vui bên người. Trước khi mà chúng ta tập kỹ thuật gỡ thùng hay gọi là bám thùng thì Khánh muốn có một cái mẹo để giúp cho anh em có thể là không có bị đau tay nữa. Tại vì thường chúng ta đắm gì sắt nó đau quá, chịu không nổi mà. Thì chúng ta cần một cái cabo. Cabo nào cũng được. Cabo nào cũng được nha anh em. Chúng ta kẹp vô ngay số 1 để chúng ta đánh nó rất là nhẹ, nó nhẹ hơn nhiều lắm. Nó nhẹ hơn khoảng 50% luôn á. Thì xem như đây là ngang số 1. Đây là ngang số 1. Thì chúng ta bấm một âm bao nhiêu bình thường thôi. Nó đỡ đau hơn. Ok, cái mèo này rất là hay. Hy vọng anh em sẽ không cảm thấy đau tay nữa ha. Rồi, có hai cái yếu tố khi mà chúng ta tập bám thùng. Đầu tiên là chúng ta phải chuyển hợp âm cho nó quen cái bài hát đó trước. Thứ hai là chúng ta phải chú ý tới nhịp và phách. Nhịp mấy? Nhịp 2, 4 ha. 1, 2, 4, 1, 2 thì có hai phách. Chúng ta phải tập disco chứ, ví dụ là xuống, lên, lên. Chúng ta phải chia nhỏ từng cái chi tiết đó ra trước. Thì xuống, lên, đập lên thì giống như bấm thùng. Bấm thùng là chúng ta gõ vào đây, nhẹ lên nè, nhẹ thôi. Cái chỗ khoảng này là khoảng trống của nó, giống như là gõ trống. Mình kết hợp với bốn ngón tay ra, bốn ngón giữa ra, bốn ra, bốn ra, vừa đập vô mà vừa bốn ra, đã lên, chậm, lên, được chưa? Chặt, chặt là mình không có cần gõ thùng vô, mình chỉ cần chặt vậy thôi. Chặt. Ok. Ví dụ mình để hợp âm đô trưởng mình tập nè. Chậm nè, chậm này là không có gõ thùng mà chỉ là dừng âm thanh lại thôi. Chậm bằng cái chỗ này. Dừng âm thanh lại. Mình làm chậm đi, không có gì phải vội vàng và phải hấp tấp hết. Thật là chậm chạp. Thật là chi tiết. Tại mình lúc mình tập mình phải sửa mình từ từ mà. Mình thấy mình sai chỗ nào, mình thấy mình nhanh chỗ nào, mình thấy mình chậm chỗ nào, mình thấy mình lớn chỗ nào, nhỏ chỗ nào, mình bắt đầu điều chỉnh. Ok, rồi. Bùm, chát, đập, chát. Ok. Tạm biệt nhé, người em yêu, anh chúc em vui bên người. Vàng bạc và theo sáng lấp lánh. Ghé tình người đi ngỡ ngàng, em theo ai tình đã lỡ làng. Cứ thử nghịch ban đầu thôi, yêu thương xưa đành quên. Okay. Guitar 5 phút sẽ luôn đồng hành cùng với anh em. Nếu anh em có thắc mắc gì thì anh em cứ comment bên dưới. Đó thì Khánh sẽ làm clip để mà cùng tập với anh em và đồng hành với anh em trong suốt quá trình anh em tập đàn. Vì vậy anh em hãy đăng ký theo dõi kênh cũng như là thực hiện những cái trình tự, những cái bước chúng ta tập là luyện ngón, chuyển hợp âm, rồi tập tới nhịp, tập tới điều, tập tới phách là để chúng ta chơi được rất là thoải mái. Ok, rồi cái việc của chúng ta, ví dụ như mà chúng ta thích cái điệu palm này quá thì chúng ta cứ ngồi chúng ta tập. Từng hạt mưa long lanh xôn xao, để mong mưa trong em bay cao. Em đâu biết tình này ra phố xa thênh thang giữa ai về mưa lúc vai kề vẫn thấy mi mang tình yêu vẫn sau khi mình tập nó quen rồi bắt đầu mình biến tấu lên nhiều kiểu khác, không có gì, không sao hết, cứ bình thường, cứ tập và kiên nhẫn từ từ cùng với Guitar 5 phút. Cảm ơn em rất nhiều, nhớ theo dõi kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Chúc sức khỏe, chúc vui vẻ đến toàn thể quý anh em.